Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Điểm tin bóng đá. Và ngay sau đây thì mời các bạn tiếp tục đến với những thông tin mới nhất trong bản tin sáng ngày hôm nay, mùng 9 tháng 5, với những thông tin đáng chú ý sau đây. Huấn luyện viên Kim Sang-sik được tiến cử 4 cầu thủ cho đội tuyển Việt Nam. Đốn tim người hâm mộ, xuất hiện bóng dáng huấn luyện viên Park Hang-seo. Tân thuyền trưởng tuyển Việt Nam bị nghi ngờ năng lực. Chuyên gia Việt lên tiếng trấn an người hâm mộ. Mời các bạn cùng đón nghe. Các bạn thân mến, một sự việc đáng tiếc trong ngày hôm qua khi có sự chứng kiến của ông Kim Sang-sik, đó là việc Tiến Linh chưa thể hiện được nhiều điều. Tiền đạo của tuyển quốc gia Việt Nam đã bị kèm chặt trong hiệp thi đấu thứ nhất và có tình huống dứt điểm ngon ăn nhưng lại đưa bóng lên trời. Thậm chí Tiến Linh còn không gặp may khi dính chấn thương và phải rời sân sớm ngay ở đầu hiệp 2. Cụ thể, phút 54, Tiến Linh đã bị vào bóng từ phía sau. Tiền đạo của tuyển Việt Nam lập tức nằm xuống sân và ôm chân, tỏ ra rất đau đớn. Tiến Linh sau đó đã cố gắng vào sân thi đấu thêm một phút nhưng vẫn phải ra dấu xin thay người vì chấn thương kể trên. Hiện tại thì chưa rõ mức độ chấn thương của Tiến Linh gặp phải là như thế nào. Nếu phải nghỉ thi đấu thì đây là tổn thất lớn của Bình Dương cho cuộc đua vô địch với Nam Định. Huấn luyện viên Kim Sang-sik được tiến cử 4 cầu thủ cho đội tuyển quốc gia. Các bạn thân mến, tối ngày hôm qua, mùng 8 tháng 5, như đã chuyển đến các bạn, câu lạc bộ Nam Định tiếp tục thể hiện sức mạnh đáng nể của mình khi đánh bại đội nhì bảng là Bình Dương 3-1 ở vòng 17 V-League tại sân nhà. Qua đó, duy trì ngôi đầu bảng với cách biệt là 8 điểm với đội xếp sau. Thắng lợi này giúp cho đội bóng Thành Nam tiến một bước dài đến chức vô địch V-League. Dẫu vậy thì với đại diện đội bóng, sự tập trung là điều cần nhất vào lúc này trước khi nghĩ đến cơ hội đăng quang. Phát biểu sau trận đấu, ông Vũ Hồng Việt của câu lạc bộ Nam Định bày tỏ: "Tôi rất vui và sung sướng khi thắng trận này, nhất là trước đối thủ đang xếp ngay sau và cạnh tranh quyết liệt cho cuộc đua đến ngôi vô địch. Dù vậy, bản thân tôi nghĩ là chưa chắc chắn được điều gì cả. Khoảng cách điểm số có thể được nới rộng thì toàn đội càng phải tiếp tục cố gắng, không được sẩy chân trong 9 vòng đấu tiếp theo. Chúng tôi vẫn tập trung cho từng trận đấu một. Vào lúc này, khả năng vô địch sớm là rất khó nói. Quan điểm của tôi thì thành bại sẽ diễn ra trong tháng 5 với 7 vòng đấu, mật độ 4 ngày một trận. Thời điểm này có lẽ là cuộc đua vô địch mới ngã ngũ." Ông Vũ Hồng Việt cũng chia sẻ thêm về tình hình lực lượng của câu lạc bộ Nam Định sau trận này, với ảnh hưởng không nhỏ do phải thi đấu liên tục thời gian ngắn. "Với mật độ dày sẽ ảnh hưởng lớn đến toàn đội. Lực lượng của chúng tôi có Tuấn Anh bị căng cơ, Văn Toàn cũng có dấu hiệu quá tải. Vấn đề này là rất căng thẳng. Toàn đội sẽ tập trung cho khâu hồi phục thật tốt cho các cầu thủ." Trận đấu giữa Nam Định và Bình Dương lần này có sự xuất hiện của tân thuyền trưởng đội tuyển Việt Nam, ông Kim Sang-sik, trên khán đài sân Thiên Trường. Chiến lược gia người Hàn Quốc đến theo dõi phong độ của các tuyển thủ và lựa chọn nhân sự cho đội tuyển quốc gia. Ông Vũ Hồng Việt cũng mạnh dạn tiến cử 4 cầu thủ của Nam Định đủ khả năng lên đội tuyển Việt Nam cho ông Kim Sang-sik. "Với tân thuyền trưởng, tôi cũng mong là câu lạc bộ Nam Định có nhiều cầu thủ được gọi lên hơn ở thời kỳ trước đó. Nếu có thể, tôi sẽ giới thiệu Văn Toàn, Tô Văn Vũ, Trần Văn Đạt và Trần Văn Công, những cầu thủ đang duy trì phong độ rất cao." Với 4 cái tên mà ông Vũ Hồng Việt vừa nêu thì chúng ta có thể thấy là Văn Toàn và Tô Văn Vũ là những cầu thủ quen mặt trên đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên thì Trần Văn Công và Trần Văn Đạt là những cầu thủ mà có lẽ người hâm mộ Việt Nam ít được biết tới. Như đã nói thì ông Kim Sang-sik dự khán trận này nhằm có sự chuẩn bị về mặt lực lượng cho đội tuyển quốc gia. Chúng ta sẽ hội quân ngày 1 tháng 6 để chuẩn bị cho hai trận đấu cuối thuộc vòng loại World Cup 2026 gặp Philippines và Iraq. Chiến lược gia người Hàn Quốc chỉ có 5 ngày chuẩn bị cho trận ra mắt của mình khi ngày 6 tháng 6 đã phải tiếp đón Philippines tại sân Mỹ Đình. Đây là trận đấu thứ hai mà ông Kim Sang-sik dự khán từ khi đặt chân đến Việt Nam. Trước đó còn nhớ là tân thuyền trưởng tuyển Việt Nam theo dõi trận đấu giữa Viettel và Hoàng Anh Gia Lai. Ngày hôm qua thì sau khi trận đấu giữa Nam Định và Bình Dương kết thúc thì tân thuyền trưởng tuyển Việt Nam Kim Sang-sik cũng để lại hình ảnh đốn tim người hâm mộ. Cụ thể là ông thầy Nguyễn Quốc sau khi trận đấu kết thúc đã xuống sân động viên các cầu thủ cũng như bắt tay toàn thể các cầu thủ của đội Bình Dương và đội Nam Định. Ông Kim Sang-sik cũng tranh thủ hỏi thăm chấn thương của Tiến Linh, bên cạnh đó là cũng hỏi thăm Tuấn Anh và Văn Toàn, cũng như là ban huấn luyện của cả hai đội. Ông Kim Sang-sik cũng để lại ấn tượng đầy thân thiện với các cầu thủ Việt Nam.
Đến hỏi thăm cũng như động viên, cầu thủ hai đội Bình Dương và Nam Định được cho đăng tải trên kênh YouTube Bóng Đá Plus thì đã có rất nhiều các cổ động viên bình luận để lại ấn tượng tốt đẹp với huấn luyện viên Kim Sang Sik. Thậm chí nhiều người còn cho rằng đâu đó thấp thoáng bóng dáng của huấn luyện viên Van Sar trước đây, bởi như chúng ta đã biết là huấn luyện viên Van Sar mỗi khi đi dự khán các trận đấu tại V-League thì cũng đều xuống sân hỏi thăm các cầu thủ, đặc biệt là những cầu thủ nằm trong diện là bị dính chấn thương. Quý vị và các bạn thân mến, như các bạn đã biết, huấn luyện viên Kim Sang Sik đã chính thức ngồi ghế nóng đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên thì đâu đó vẫn có những nghi ngại về năng lực của vị huấn luyện viên người Hàn Quốc này. Mới đây thì chia sẻ với VTC News, huấn luyện viên Thạch Bảo Khanh, cựu huấn luyện viên của Thành Công Viettel, mới đây đã có những chia sẻ lạc quan về huấn luyện viên người Hàn Quốc. Cụ thể, huấn luyện viên Thạch Bảo Khanh cho biết: điều thuận lợi là huấn luyện viên mới bao giờ cũng mang đến những điều mới mẻ, đó là sự nhiệt huyết và những cơ hội mới. Trước mắt thì ông Kim cố gắng đạt được mục tiêu ở AFF Cup. Tôi tin rằng mục tiêu này là không khó đạt được. AFF Cup là giải đấu của tuyển Việt Nam. Rất nhiều lần chúng ta vào đến trận chung kết, thậm chí là đã vô địch. Do đó mà chỉ tiêu của VFF đặt ra là vào chung kết cũng là điều hợp lý, không có gì là khó cả. Với thực lực hiện tại, tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể thực hiện được mục tiêu này. Vừa qua thì nhiều người cũng đã tỏ ra lo ngại rằng huấn luyện viên Kim Sang Sik chỉ có 3 năm kinh nghiệm. Về vấn đề này thì huấn luyện viên Thạch Bảo Khanh lên tiếng: tôi không băn khoăn gì về vấn đề huấn luyện viên Kim Sang Sik chỉ có 3 năm kinh nghiệm. Huấn luyện viên Kim là người trẻ đầy nhiệt huyết và 3 năm làm việc ở K-League không phải là ít. Hơn nữa, huấn luyện viên này đạt được thành tích ấn tượng. Đó là cơ sở để chúng ta hy vọng vào những điều tốt hơn. Huấn luyện viên mới đem đến luồng gió mới, đặc biệt là một huấn luyện viên trẻ, nhiệt huyết, mới mẻ. Nhiều Kim Sang Sik sẽ giúp bóng đá Việt Nam tìm lại vị thế ở đấu trường Đông Nam Á và tiếp đến là châu Á. Kinh nghiệm không phải là vấn đề lớn của huấn luyện viên Kim Sang Sik. Quan trọng nhất là hiệu quả của công việc sẽ như thế nào. Chia sẻ về khó khăn của tân thuyền trưởng Việt Nam, huấn luyện viên Thạch Bảo Khanh đánh giá: mỗi nền bóng đá có đặc thù khác nhau. Huấn luyện viên Park Seo là người Hàn Quốc nhưng vẫn thành công ở bóng đá Việt Nam. Điều quan trọng nhất là sự phù hợp. Bóng đá Việt Nam, Hàn Quốc, Nhật Bản có những nét tương đồng liên quan đến yếu tố văn hóa. Huấn luyện viên Kim Sang Sik có thể cảm thông, dễ hiểu để chỉnh tâm lý, ứng xử phù hợp với văn hóa Việt Nam. Những người đi trước như huấn luyện viên Park Seo đã thành công nên có thể hy vọng là huấn luyện viên Kim Sang Sik phù hợp với bóng đá Việt Nam. Tôi hy vọng là ông Kim sẽ sớm làm quen được. Theo đánh giá của giới chuyên môn thì tuyển Việt Nam mà ông Kim Sang Sik kế thừa từ người tiền nhiệm Philippe Jouzier ở trạng thái nào, huấn luyện viên Thạch Bảo Khanh đánh giá: tôi không cho là những cầu thủ đỉnh cao hiện giờ đang đi xuống về mặt phong độ. Vấn đề của họ là đang bị vơi bớt niềm tin thời gian qua. Điều quan trọng nhất bây giờ là làm sao có thể đem lại cho họ động lực, cho họ niềm tin. Tuyển Việt Nam phải lấy lại niềm tin của các cầu thủ, ban huấn luyện, người hâm mộ và cả giới truyền thông. Tôi tin tưởng khả năng của những cựu binh, những cầu thủ trẻ chúng ta đang có. Chỉ cần kết hợp họ lại với nhau thành một tập thể vững mạnh, đội tuyển sẽ có chiều sâu, có sự tiếp nối của các thế hệ. Cầu thủ lớn tuổi dìu dắt cầu thủ trẻ đi lên. Chúng ta đang có đầy đủ những thế hệ cầu thủ như vậy. Thời gian qua, ông Philippe Jouzier xây dựng một đứa cầu thủ trẻ được thi đấu rất nhiều. Những cầu thủ nói là trẻ nhưng dạn dày kinh nghiệm khi được va chạm rất nhiều từ các cấp độ U cho đến đội tuyển quốc gia. Lứa cầu thủ của chúng ta là không hề kém. Quan trọng là phải thúc đẩy tinh thần và động lực cho họ. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị và các bạn cũng có thể để lại những bình luận của mình ở trong phần bình luận của video. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.